Vâng ạ, một bài hát vui và cũng là niềm tự hào của những người quê hương Thái Bình. Thái Bình là đất ăn chơi. Tuyết Tuyết sẽ hát bài đấy để theo cầu thính giả. Khi mà Tuyết Tuyết đi ra ngoài hát, mọi người bảo Thái Bình đất ăn chơi, tay bị tay gậy khắp nơi tung hoành. Và ngày xưa Thái Bình là tay bị tay gậy ở thiên xin đấy, bảo không. Thái Bình là làm cách mạng. Thái Bình là đất ăn chơi, tay bị tay gậy khắp nơi tung hoành. Gậy ta đó đòn xoay chế độ, bị ta đây cờ đỏ truyền đơn. Hai chả mẹ. Bây giờ thời bình rồi thì Thái Bình là đất ăn chơi, tay nghiêng tay bút khắp nơi tung hoành. Tuy nhiên mà khi trước khi hát bài đó thì Tuyết Tuyết muốn hát tặng các cụ từ 60 tuổi đến 120 tuổi một bài hát sẩm. Còn những ai mà từ 59 trở xuống thì nghe ké thôi. Bài này bác đệ đừng đăng lên nhá.